Thưa quý vị và các bạn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Lữ những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ cấp đạt trên 76%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có tiến độ chậm như ở xã Cương Chính mới đạt hơn 40% với nhiều bất cập khó khăn trong quá trình thực hiện. Gia đình chị Trần Thị Tuyết ở thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ được bà cô cho đất xây nhà ở đây từ năm 2010. Chị kinh doanh thức ăn chăn nuôi, rất mong muốn được cấp sổ đỏ để có thể vay vốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Do thiếu một số giấy tờ, đến nay chị vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cạnh gia đình chị có 7 hộ thì có tới 6 hộ cũng chưa được cấp. Gia đình rất là mong muốn làm sao mà được cấp bìa đỏ để tạo điều kiện cho công việc gia đình được kinh doanh thuận lợi. Người dân mua đất ở khu này là cũng lâu rồi, là có cái sổ đỏ để vay vốn là một, hai nữa là có làm cái gì đỡ yên tâm để sử dụng đất lâu dài. Với 120 thửa đất giao trái thẩm quyền, tổng diện tích gần 3 hectare, cho đến nay xã Cương Chính mới cấp được cho 11 trường hợp với diện tích 0,3 hectare. Vẫn còn 109 trường hợp chưa cấp do nhiều nguyên nhân như các quan hệ thừa kế phức tạp, không có ranh giới, mốc giới cụ thể, đất không đủ diện tích, thiếu nhiều giấy tờ, không xác định được nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí. Các cái đất mà ông cha để lại thì nó cũng liên quan đến các cái giấy tờ thiếu, xáo trộn. Địa phương thì cũng đã họp mà đảng ủy rồi cũng chỉ đạo xuống ủy ban nhân xã thì sẽ phấn đấu trong cái nhiệm kỳ của 2020-2025 này. Toàn xã Cương Chính có tổng số gần 2.500 thửa đất ở cần được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay mới cấp được trên 1.700 thửa. Với đất nông nghiệp sau dồn thừa đổi ruộng khi dự án VLAP kết thúc, do nhiều nguyên nhân nên đến nay 5.500 thửa đất với diện tích gần 380 ha chưa được vẽ bản đồ và mới chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cho 4 thửa. Để đẩy nhanh tiến độ, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm và có sự phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, cung cấp thông tin về quá trình sử dụng đất.